Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn được lắng nghe, trao đổi trực tiếp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, sáng nay Công an tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Công an tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Thân Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện 120 doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu công nghiệp, tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông gây mất mỹ quan, những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hoạt động của tội phạm tín dụng đen ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp. Ở khu vực cổng công ty tôi có tình trạng bán hàng rong, người dân làm lều bạt tạm, sử dụng nguồn lửa bếp than sẽ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Do vậy, chúng tôi kiến nghị Công an tỉnh có phương án xử lý tình trạng này để đảm bảo an toàn và cảnh quan trong khu công nghiệp. Vào giờ cao điểm ấy thì là từ khoảng sáng thì là 7 đến 8 giờ, buổi chiều thì từ 5 giờ đến 6 giờ và từ 7 rưỡi cho đến 8 rưỡi tối thì cần có bảo vệ khu công nghiệp là hỗ trợ là phân luồng cho người lao động mà đi làm theo đúng đường và hơn nữa là để tránh tai nạn giao thông và tránh đỗ xe bừa bãi, bán hàng rong. Vào giờ cao điểm nên là cần có công an giao thông hoặc là bảo vệ khu công nghiệp là giúp đỡ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận biểu dương kết quả của Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vấn đề vụ việc liên quan an ninh trật tự mà các doanh nghiệp đã phản ánh. Thì rất là mong đồng chí Công an tỉnh qua tình hình xã hội, tình hình thực tế trên địa bàn cũng như của doanh nghiệp để chúng ta thông tin kịp thời cho doanh nghiệp biết những thủ đoạn mới, những cách thức mới liên quan đến vi phạm, liên quan đến tội phạm, liên quan đến doanh nghiệp. Đề nghị các đồng chí chủ động cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong giải quyết các tình hình, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trong doanh nghiệp, xây dựng nhiều mô hình liên quan đến an toàn về an ninh trật tự. Các doanh nghiệp có thể đăng ký, công an hướng dẫn. Ngoài chỉ đạo phong trào chung thì cũng lựa chọn các doanh nghiệp để chúng ta có mô hình điển hình để các doanh nghiệp qua đó để thử nghiệm triển khai và nếu mà hiệu quả chúng ta nhân rộng. Trên cơ sở văn bản quy định pháp luật, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, công an các huyện, thành phố trả lời hướng dẫn cụ thể từng vấn đề, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt triển khai trong thời gian tới để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh đối với các doanh nghiệp.